Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình. Bản tin hôm nay Chủ nhật ngày 21 tháng 2 năm 2016 có những nội dung chính sau. Lễ đón bằng công nhận huyện Hưng Hà đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015 và khai hội đền Trần Thái Bình năm 2016. Ủy ban nhân dân tỉnh gặp mặt Hội đồng Hương Thái Bình tại thành phố Vũng Tàu. Phát động tháng thanh niên năm 2016. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tối qua ngày 20 tháng 2 năm 2016, tức ngày 13 tháng Giêng năm Bính Thân, tại di tích quốc gia đặc biệt khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần, xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà đã diễn ra lễ đón nhận bằng công nhận huyện Hưng Hà đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015 và khai hội đền Trần Thái Bình năm 2016. Tới dự có các đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Vũ Văn Ninh, Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ ban ngành Trung ương. Về phía tỉnh có các đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy, Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, lãnh đạo các sở ban ngành, huyện, thành phố cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân và du khách thập phương. Trước khi vào buổi lễ, các đại biểu đã dâng hương các vua Trần và làm lễ bái yết. Theo phong tục cổ truyền, ngày 13 tháng Giêng hàng năm là ngày khai mạc và tổ chức lễ hội đền Trần Thái Bình. Đây là dịp để các tầng lớp nhân dân Thái Bình và du khách thập phương về thắp nén tâm nhang tưởng niệm và tỏ lòng tri ân các vua Trần, Thống quốc Thái sư Trần Thủ Độ, Linh tử Quốc mẫu Trần Thị Dung, Quốc công Tiết chế Hưng đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn cùng hoàng thân Quốc thích nhà Trần. Phát huy truyền thống văn hóa văn hiến, truyền thống yêu nước và ý chí bất khuất kiên cường của mảnh đất địa linh nhân kiệt, Đảng bộ và nhân dân Hưng Hà đã vượt qua nhiều khó khăn thử thách, giành được nhiều thành tựu to lớn và toàn diện trên các lĩnh vực. Đặc biệt thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, sau 5 năm triển khai, huyện Hưng Hà đã giành được kết quả khá toàn diện. Đến nay toàn huyện có 29 trên 33 xã, chiếm 87,87% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thành quả xây dựng nông thôn mới là sự hội tụ ý đảng lòng dân. Thông qua chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã tạo phong trào hành động cách mạng sâu rộng ở tất cả các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, tạo tư duy nhận thức mới cho nhân dân trong suy nghĩ và hành động. Nhân dân Hưng Hà xác định rõ vai trò chủ thể của mình trong xây dựng nông thôn mới và các công việc khác của cộng đồng làng xã. Niềm tin của dân với đảng, chính quyền được củng cố và vững chắc. Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã công bố quyết định số 249/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Hưng Hà đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015. Thưa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Vũ Văn Ninh, Phó Thủ tướng Chính phủ đã trao bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Hà. Đây là huyện đầu tiên của tỉnh Thái Bình đạt chuẩn nông thôn mới. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận biểu dương thành tựu Đảng bộ và nhân dân Hưng Hà đã đạt được, đồng thời đề nghị huyện trong thời gian tới có kế hoạch bảo vệ, xây dựng di tích quốc gia đặc biệt, khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần, góp phần giáo dục lòng tự hào, tinh thần yêu nước và truyền thống văn hóa cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Tôi tin tưởng rằng với truyền thống cách mạng của quê hương, văn hiến, phát huy thành tích và kinh nghiệm đã đạt được trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Hà sẽ tiếp tục đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn mới của tỉnh Thái Bình. Tiếp đó là phần khai mạc lễ hội đền Trần Thái Bình năm 2016. Sau hồi chống khai mạc của đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các đại biểu, các tầng lớp nhân dân và du khách thập phương đã được thưởng thức màn biểu diễn chống hội Long Hưng, hoạt cảnh sử thi sáng vẫy một vương triều, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, giáo dục thế hệ trẻ truyền thống yêu nước, lòng tự hào tự tôn dân tộc. Đây là dịp để các tầng lớp nhân dân và du khách thập phương tưởng nhớ công lao của các vị vua triều Trần và thưởng thức màn bắn pháo hoa tầm thấp. Lễ hội đền Trần Thái Bình năm 2016 diễn ra từ ngày 13 đến ngày 18 tháng Giêng, tức từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 2 dương lịch,
với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc. Tại lễ hội, nhiều nghi thức, nghi lễ, trò chơi dân gian đặc sắc của vương triều Trần được tái hiện như thi cỗ cá, thi pháo đất, thi gói bánh chưng, thi kéo lửa nấu cơm cần, thi kéo cò. Sáng nay tại đền thờ tổ họ Trần Việt Nam, thôn Phương La, xã Thái Phương, huyện Hưng Hà đã diễn ra đại lễ giỗ tổ họ Trần Việt Nam và lễ tưởng niệm 782 năm ngày mất của Thái Thượng Hoàng Trần Thừa, vị Thượng Hoàng đầu tiên của vương triều Trần. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đến dự. Theo sử sách, đức tổ họ Trần là Trần Hoàng Nghị đã có công tạo dựng đội quân dân binh tinh cương, giúp triều Lý dẹp loạn và mở ra thế trận toàn dân chống giặc Nguyên Mông sau này. Trong trận chiến với giặc ngoại xâm, đức tổ Trần Hoàng Nghị đã hy sinh anh dũng và được vua Lý Huệ Tông phong đức Trần Hoàng Nghị Đại Vương, thượng đẳng phúc thần và lập đền thờ tại quê hương là làng Phương La ngày nay. Tại buổi lễ, các thế hệ con cháu đã điểm lại lịch sử xây dựng, phát triển và hưng thịnh của nhà Trần. Trong suốt 175 năm, triều Trần đã lãnh đạo quân và dân Đại Việt, lập nên chiến công hiển hách, đánh thắng 3 cuộc chiến tranh xâm lược của quân Nguyên Mông, có công lớn trong việc củng cố thống nhất quốc gia, thúc đẩy sự phát triển của văn minh Đại Việt, dựng nền văn hóa Thăng Long rực rỡ. Nhân ngày giỗ tổ, con cháu nội ngoại tộc họ Trần Việt Nam tìm về cội nguồn với những tình cảm thiêng liêng cao quý. Đại lễ giỗ tổ họ Trần Việt Nam là một nghi thức thiêng liêng được tổ chức hàng năm nhằm gắn kết tình cảm huyết thống của con cháu họ Trần, cùng nhau hướng về cội nguồn, xây dựng tình đoàn kết trong gia tộc, gắn kết muôn dân trong họ trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, chung sức xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp vững mạnh. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh gặp gỡ giao lưu với đồng hương Thái Bình đang sinh sống tại thành phố Vũng Tàu. Đồng chí Phạm Văn Ca, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì buổi giao lưu gặp mặt. Đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng dự. Theo báo cáo của Hội đồng hương thành phố Vũng Tàu, những năm qua hội đã quyên góp ủng hộ việc xây nhà tình nghĩa, tặng quà nạn nhân chất độc da cam dioxin, ủng hộ quỹ vì người nghèo của tỉnh Thái Bình trên 1 tỷ đồng. Ngoài ra, theo lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các doanh nghiệp cùng với Hội đồng hương đã trực tiếp ủng hộ số tiền trên 100 triệu đồng, góp phần xây dựng ngôi chùa tại đảo Trường Sa Đông. Đồng chí Phạm Văn Ca, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thông báo sơ bộ kết quả mà tỉnh đã đạt được trong năm 2015, cũng như kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, để mọi người cùng chia vui. Đồng chí cảm ơn sự quan tâm ủng hộ quý báu của Hội đồng hương Thái Bình, cộng đồng doanh nghiệp con em Thái Bình tại thành phố Vũng Tàu trong những năm qua. Chúc mọi người mạnh khỏe, thành công trong công việc và tiếp tục giúp đỡ quê hương ngày một giàu đẹp hơn. Cũng tại buổi gặp mặt, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng Hội đồng hương Thái Bình tại đây tổ chức mừng thọ cho 10 cụ trong hội thọ từ 90 tuổi trở lên. Trước đó vào chiều qua, đồng chí Phạm Văn Ca, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình đã đến thăm công ty Ocha Logistics, khu công nghiệp Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Đây là một trong nhiều doanh nghiệp có chủ là người Thái Bình. Giới thiệu với đồng chí Phạm Văn Ca, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình, ông Bùi Đức Tuân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty cho biết, mặc dù mới được thành lập từ năm 2012, song công ty đã xây dựng được mạng lưới đối tác trên 20 quốc gia, phục vụ trên 100 khách hàng. Với lợi thế cạnh tranh là hệ thống tổng kho nằm sát biển, có diện tích và sức chứa lớn, cùng giải pháp chọn gói cho khách hàng từ lúc tàu về đến khi tàu rời bến, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, chi phí làm hàng. Vì vậy, lượng khách hàng đến với công ty ngày càng nhiều. Ngoài kinh doanh khai thác cảng, dịch vụ kho bãi, công ty còn cung cấp dịch vụ vận tải đường bộ và đường thủy, bên cạnh việc hỗ trợ tài chính và quản lý rủi ro. Nhân dịp năm mới, đồng chí Phạm Văn Ca, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chúc doanh nghiệp trong năm 2016 cũng như những năm tiếp theo luôn thành công trong công việc, trong cuộc sống và mong trong thời gian tới, công ty Ocha Logistics cùng đóng góp về vật chất cũng như tinh thần góp phần xây dựng quê hương Thái Bình ngày càng phát triển hơn nữa. Các tin tức sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Nắm bắt đời sống việc làm của công nhân lao động trong các doanh nghiệp. Phát động tháng thanh niên năm 2016. Thưa quý vị và các bạn, huyện Quỳnh Phụ tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Tại hội nghị, các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 38 xã thị trấn của huyện Quỳnh Phụ đã được nghe lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giới thiệu các nội dung liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
tổ chức hội nghị hiệp thương, hội nghị cử tri và tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử. 5 bước của quy trình hiệp thương giới thiệu bầu cử hội đồng nhân dân, công tác tổ chức các hoạt động giám sát. Cũng tại đây, các ý kiến thắc mắc xung quanh những vấn đề có liên quan trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 của các đại biểu cũng đã được giải đáp. Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ban Chỉ huy Quân sự huyện Vũ Thư thăm tặng quà gia đình tân binh có hoàn cảnh khó khăn của huyện Vũ Thư. Đoàn đã đến thăm hỏi tặng quà tân binh Hà Công Thương, sinh năm 1996, xã Tân Hòa, tân binh Nguyễn Văn Cường, sinh năm 1998, thôn Phú Lễ Thượng, xã Tử Tân, tân binh Lương Viết Hiếu, sinh năm 1996, thôn Ngô Xá, xã Nguyên Xá. Tại nơi đến thăm, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh biểu dương ý chí nghị lực vượt khó, nhất là ý thức, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mong muốn anh em tân binh giữ gìn sức khỏe, sẵn sàng cho ngày lên đường tòng quân. Trong thời gian vào quân ngũ, tiếp tục nỗ lực phấn đấu rèn luyện để trở thành người chiến sĩ tốt, sẵn sàng đón nhận mọi nhiệm vụ mà quân đội giao phó. Liên đoàn Lao động tỉnh kiểm tra nắm bắt tình hình sản xuất, đời sống việc làm của công nhân lao động trong các doanh nghiệp. Ngay từ ngày 8 Tết Bính Thân, công nhân các doanh nghiệp trong tỉnh đã trở lại sản xuất. Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đã đi thực tế nắm bắt tình hình việc làm, đời sống công nhân lao động tại công ty may xuất khẩu Thái Bình, xí nghiệp cơ khí Bình Minh, thành phố Thái Bình, công ty trách nhiệm hữu hạn Neo Neon, khu công nghiệp Gia Lễ, xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng, xí nghiệp May 10 và công ty Sao Vàng, huyện Đông Hưng. Nhìn chung các doanh nghiệp đã duy trì sản xuất ổn định, tỷ lệ công nhân làm sau Tết cao, đảm bảo việc làm thu nhập bình quân cho công nhân từ 3,5 đến 4,5 triệu đồng. Thực hiện quy định về nâng mức lương tối thiểu vùng cho công nhân lao động từ tháng 1 năm 2016, duy trì các chế độ phụ cấp, bảo hiểm, an ca cho công nhân lao động. Sáng nay tại xã Hồng Lý, huyện Vũ Thư, tỉnh Đoàn Thái Bình phát động tháng thanh niên năm 2016. Môi trường và an sinh xã hội. Tháng thanh niên năm 2016 với chủ đề Tự hào tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh nhằm khơi dậy niềm tự hào, tin tưởng và truyền thống 85 năm của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ đoàn viên, hội viên, phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tại lễ phát động đã diễn ra một số hoạt động tình nguyện như khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 150 đối tượng chính sách, người cao tuổi, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, khởi công xây dựng nhà nhân ái cho đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn và khánh thành công trình thanh niên thắp sáng đường quê. Hưởng ứng lễ hội Xuân Hồng và chào mừng Ngày Thầy Thuốc Việt Nam, ngành y tế Thái Bình tổ chức Ngày Hội Hiến Máu Tình Nguyện. Ngày hội hiến máu của ngành y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh mở đầu cho chuỗi hoạt động của lễ hội Xuân Hồng. Hoạt động nhân đạo này đã thu hút sự hưởng ứng của hơn 200 bác sĩ điều dưỡng, hộ lý và cán bộ y tế tại các bệnh viện tuyến tỉnh. Trong số đó có rất nhiều người đã đồng hành cùng hoạt động hiến máu tình nguyện nhiều năm qua. Đây là dịp để mỗi y bác sĩ thể hiện lòng nhân ái, bao dung đối với những người bệnh còn gặp nhiều khó khăn, đồng thời phát huy tốt tinh thần tình nguyện, trách nhiệm vì cuộc sống cộng đồng. Kết quả ngày hội thu được 166 đơn vị máu an toàn. Thưa quý vị và các bạn, lễ đón nhận bằng công nhận huyện Hưng Hà đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015 và khai hội đền Trần Thái Bình năm 2016 sẽ được truyền hình Thái Bình phát lại vào hồi 20:20 tối nay. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Đến đây thì chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình cũng xin được tạm dừng. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình thời sự trên trang web thaibinhtv.vn hoặc trang Facebook của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.